cô gái này ác độc với bản thân mình quá, vì muốn trả thù chồng mà không ngại mạo hiểm tính mạng, sửa bản thân từ trên xuống dưới, muốn giọng nói của mình hay hơn, còn bảo bác sĩ tiêm collagen vào dây thanh quản của mình. Cô phẫu thuật xong thì như thay hình đổi dạng, vóc dáng cũng vô cùng tuyệt vời, còn có khuôn mặt như thiên sứ. Tỷ lệ ngoảnh đầu lại trên đường là 100%, mà mọi người không hề biết cô gái xinh đẹp này vốn dĩ chỉ là một cô béo, chỉ được coi là một người đáng yêu thôi. Cô tên là Gumran, khi cô đang mua cá, không cẩn thận ngã vào chậu cá nhưng người xung quanh không một ai muốn giúp đỡ cô cả. Một mình cô dùng sức leo ra khỏi chậu, đáng quan ngại là cá trong chậu đều bị cô đè hẹo hết rồi. Gumran xách đồ chuẩn bị về nhà, cô chặn xe bus ngay giữa đường. Gumran lên xe thì đứng ngay lối đi, người đàn ông đang ngồi chán ghét mà quay người đi, hóa ra là cô đổ mồ hôi nách làm bẩn áo. Cô lặng lẽ bỏ tay xuống giấu sự ngượng ngùng. Lúc này đột nhiên tài xế phanh gấp, Gumran không cầm tay nắm liền ngã ra đất, rau và hoa quả trong túi đều bị rơi hết ra ngoài. Gumran muốn đứng lên nhưng do quán tính của xe bus, Gumran còn chưa thể đứng hẳn lên đã bị ngã ra bậc lên xuống ở cửa xe. Khách trên xe nhìn cô đầy thương hại nhưng không một ai chịu ra đỡ cô dậy. Đối với kiểu thương hại này, Gumran lại cảm thấy còn châm chọc hơn. Gumran lết thân xác mệt mỏi về nhà, còn chưa đứng vững thì hai người em chồng đã kêu cô thu dọn đống đồ ăn thừa của họ. Lúc này bà nội hơn 80 tuổi cũng tới nói bà đói rồi, muốn cô mau chóng đi làm cơm. Những ngày tháng làm trâu làm ngựa này, Gumran đã phải chịu đựng 7 năm rồi. Thứ duy nhất giúp cô gắng gượng tiếp chính là người chồng đang công tác ở Mỹ của mình. Cô mong anh có thể sớm ngày trở về. Mỗi tuần Gumran đều kiên trì mặc váy đẹp, quay video gửi cho chồng mình ở Mỹ, nhưng lần nào cũng bị hai cô em chồng cười cợt. Bọn họ chê cô quê mùa, thời đại nào rồi mà còn kẹp bông hoa to tổ bố lên đầu, còn không sợ dọa chồng mình bỏ chạy à. Hôm đó Gumran gọi điện thoại cho chồng nhưng lại biết được từ chỗ đồng nghiệp của chồng rằng chồng cô đã về nước rồi. Cô đến khách sạn mà đồng nghiệp đưa cho, trong phòng ngoại trừ người dọn vệ sinh thì không còn ai nữa. Cô đang buồn rầu tại sao chồng về nước mà không cho mình biết. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng một đôi nam nữ đang cười nói. Gumran lập tức trốn vào tủ quần áo, cảnh sau đó khiến cô sững sờ. Cô chưa từng nghĩ tới người chồng mình hết mực yêu thương sẽ thay lòng. Sự nhẫn nại và xót xa 7 năm nay trào lên, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Đúng lúc này cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Gumran tìm người phụ nữ đang yêu chồng mình, cô mong đối phương có thể rời xa anh, nhưng cô ta nói cho dù mình buông tay, Gumran dựa vào bộ dạng hiện tại cũng không thể níu giữ người chồng ra nước ngoài 7 năm đã có sự nghiệp thành đạt. Gumran vẫn không bỏ cuộc, anh là tình đầu của cô và cũng là người cuối cùng. Cô khổ cực đợi 7 năm làm trâu làm ngựa cho nhà chồng, chính là đợi ngày chồng cô trở về. Gumran sốc dũng khí kéo tay Chejion đang tính rời đi, mong cô có thể bỏ qua cho chồng mình. Chejion ghét bỏ hất bàn tay mập mạp của Gumran ra. Gumran gấp gáp lại tiến lên ngăn cản nhưng lần này không cẩn thận làm Chejion ngã. Sau đó Chejion nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, đẩy vào phòng cấp cứu. Gumran bị quản lý của Chejion kéo lại. Quản lý nói anh ta đã báo cảnh sát bởi vì Gumran đã bạo lực nghệ sĩ của mình. Viên cảnh sát lấy giấy chứng nhận ra, nói xong thì mời Gumran đến đồn cảnh sát. Gumran đáng thương vẫn còn đang cật lực giải thích. Đúng lúc này Gumran trốn sau lưng chồng, nghe thấy chồng cô đang dùng lời lẽ để bảo vệ mình, cô cảm động đến rơi nước mắt. Trên ghế dài trong công viên, Gumran nắm chặt tay chồng mình. Đây là người đàn ông mình ngày đêm mong trở về, nhưng ngay sau đó anh ta nói anh chỉ có thể bảo vệ cô đến đây thôi, duyên vợ chồng của chúng ta đã kết thúc rồi. Nói xong liền tháo nhẫn ra trả cho Gumran. Về nhà, Gumran hỏi mẹ chồng tình hình của chồng. Mẹ chồng nói quyết định con trai đưa ra bà đã biết từ lâu, sợ Gumran buồn nên mới không nói cho cô biết. Gumran đau lòng lớn tiếng hỏi tại sao lại không cho cô biết sự thật, rồi lại coi cô như một con ngốc. Lúc này hai đứa em chồng đến thêm dầu vào lửa. Cô ta nói Chejion là bạn cấp 3 của mình, đã biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ là không biết phải nói thế nào với Gumran. Có chị dâu quê mùa như vậy, bọn họ cũng có thể hiểu được cảm nhận của Kang Jun. Gumran đau lòng, tuyệt vọng trong đêm một mình bắt xe rời khỏi căn nhà tuyệt tình đó. Gumran bị nỗi đau che mờ mắt, bất ngờ gặp phải tai nạn xe, lái xe lao xuống biển. May là vóc dáng Gumran to, không bị chìm xuống biển. Cô dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình mà leo lên. Gumran tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng trên TV, mong bác sĩ giúp mình trở nên đẹp hơn. Bác sĩ nhìn dáng vẻ của Gumran, liền muốn đuổi cô đi. Bác sĩ gầy yếu sao có thể địch lại Gumran hơn 100 kg. Gumran cứng rắn muốn anh giúp mình, cô không muốn đăng xuất như vậy, cô muốn trả thù. Tahi không đành lòng liền bị cô thuyết phục. Tahi chuẩn bị phương án phẫu thuật chỉnh hình cho Gumran, nhìn bà dì mập mập mạp cả người toàn thịt trước mặt, Tahi cũng rơi vào trầm tư. Bệnh nhân như vậy rủi ro phẫu thuật vô cùng cao, rất có khả năng sẽ mất mạng, nhưng Gumran chỉ muốn trả thù, cô sớm đã coi nhẹ chuyện sống còn rồi. Tahi sửa toàn thân cho Gumran, để giọng nói trở nên hay hơn, cô còn tiêm collagen vào dây thanh quản, cuối cùng phẫu thuật thành công. Gumran hiện tại trên dưới chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là đẹp đến không chịu nổi, đến bươm bướm cũng đậu vào lòng bàn tay cô. Chúc mừng cô có một cuộc đời mới. Để cảm ơn ân nhân, Gumran toàn tâm toàn ý phục vụ Tahi.
Tahi, mỗi ngày đều chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, nhưng Tahi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Anh ta vứt cho Gumran một hợp đồng bán thân, nói ký tờ giấy này rồi sau này tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo anh. Đối mặt với ân nhân đã giúp mình có cuộc đời mới, Gumran chẳng nói chẳng rằng, cắn đầu ngón tay rồi ấn tay lên. Tiếp đó Tahi chuẩn bị giúp cô trả thù. Tahi giúp Gumran phân tích đủ phương diện của chồng cũ mình, tìm điểm để trả thù và nói với Gumran, tuy dáng vẻ đã thay đổi rồi nhưng còn phải thay đổi từ trong tâm hồn. Cô đã không còn là bà dì béo trước đây nữa. Tahi đặt tên cho cô gái đã có cuộc đời mới là Saza và làm một kế hoạch thay đổi cho cô. Mỗi ngày ép Saza tập thể hình, giúp cô có một vóc dáng hoàn hảo hơn. Giám sát Saza nhồi nhét kiến thức văn hóa, cổ vũ cho cô. Sau nhiều ngày thay đổi, Saza cuối cùng cũng có thể ra trả thù rồi. Cô đến trước cửa nhà chồng cũ đứng nhìn từ xa, nghĩ đến mình mới hẹo không lâu, chồng cũ đã đem người tình về nhà. Đau lòng và thù hận dâng trào trong lòng, cô thề sẽ không để cho Kang Jun và Che Jiun kết hôn. Saza lạc lõng về nhà Tahi, vô ý nhìn thấy tấm ảnh trên bàn. Hai người trong tấm ảnh chính là Tahi và Che Jiun. Tahi vội vàng giật tấm ảnh và gắt gỏng nói, không có sự cho phép của anh thì không được phép tự tiện xem đồ của người khác. Saza không ngừng truy hỏi, Tahi mới thở dài kể rõ mọi chuyện. Thật ra anh không phải bác sĩ, phẫu thuật chỉnh hình là anh nhờ em trai mình làm. Che Jiun, cũng tức là vợ chưa cưới của chồng cũ Saza, là bạn gái cũ thanh mai trúc mã của anh. Saza tức khắc hiểu rõ nguồn cơn sự việc, hai người chung một mục đích, rất nhanh đã trở thành chiến hữu thân thiết. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Trong buổi tiệc từ thiện của Kang Jun, Saza mặc bộ lễ phục xinh đẹp xuất hiện tức khắc trở thành tiêu điểm. Tahi thì giả thành nhân viên phục vụ, quan sát phía sau và chỉ huy cho Saza. Rất nhanh Saza với nhan sắc xinh đẹp đã thu hút được ánh mắt của Kang Jun. Tahi thấy cá đã cắn câu liền chỉ huy Saza từ xa, nhưng cuối cùng Kang Jun lại quay đầu không nhìn Saza nữa, bước thẳng rời đi. Khởi đầu kế hoạch thất bại, Tahi tìm Saza, nói bỏ ra 100 triệu thì sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng Kang Jun, nhưng tìm 100 triệu ở đâu ra đây? Lúc này Tahi kêu Saza ghé đầu qua rồi nói cho cô một bí mật. Tahi thần bí nói mình là thiếu gia tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước, 100 triệu là chuyện nhỏ. Sau khi nghe xong Saza mỉm cười thật tươi, cô rất cảm ơn anh đã dùng mọi cách để giúp cô bớt căng thẳng. Kế hoạch thất bại, Saza trở về nhà bắt đầu nghi ngờ tất cả sự thay đổi của mình. Tahi an ủi cô đừng có bỏ cuộc, chúng ta có ba pháp bảo lận, gương mặt xinh đẹp nhất, đầu óc thông minh nhất, còn có hai trái tim đều bị tổn thương. Sau đó Saza phấn chấn lên nghĩ ra được một kế hoạch trả thù khác, muốn xử đẹp chồng cũ, đầu tiên phải tóm gọn mẹ chồng cũ đã. Trong buổi từ thiện của bố mẹ chồng cũ, do nghệ sĩ đàn đột nhiên bị bệnh nên Saza nhân cơ hội thay thế, thành công giải vây cho hai ông bà, khiến hai người có hảo cảm với cô. Bên này, Kang Jun không thể tập trung làm việc, bởi vì dáng vẻ Saza giúp anh tìm vòng tay hôm trước, để lại sự rung động sâu trong trái tim anh. Buổi tối, Saza ở nhà bên cạnh nhà mẹ chồng, tặng một chiếc bánh kem cho em chồng cũ. Cô ta nhìn thấy hàng xóm mới vô cùng xinh đẹp, hảo cảm tăng gấp bội. Đúng lúc này, vừa hay bố chồng về đến nhà thì nhận ra cô gái buổi sáng đã giúp mình giải vây, hóa ra cô ở ngay cạnh nhà mình. Buổi tối, cả nhà Kang Jun ngồi lại với nhau đều khen ngợi Saza. Cô em thì không ngớt lời khen nhan sắc xinh đẹp cùng với vóc dáng hấp hồn của Saza. Kang Jun nghe lời khen của người nhà dành cho Saza, đốm lửa nhỏ trong tim hiện tại đang không ngừng bùng lên. Sau đó Kang Jun không đợi nổi nữa mà gọi cho Saza, anh muốn hẹn Saza ra ngoài đi dạo. Bên này, Saza và Tahi đang nhìn nhau cười, cá đã mắc câu rồi. Đúng lúc này, Kang Jun đang ôm tâm tình kích động chuẩn bị đi gặp Saza, thấy điện thoại vợ chưa cưới Che Jiun gọi tới, anh lựa chọn mặc kệ. Che Jiun đang lái xe thấy Kang Jun không bắt máy, chọn để lại lời nhắn. Kang Jun đến điểm hẹn dưới lầu, Saza xinh đẹp đã đứng đó đợi anh. Hai người tươi cười nhìn nhau, Saza ngoài miệng gọi đại biểu để chào hỏi Kang Jun nhưng trong lòng thì đang điên cuồng gọi chồng. Kang Jun không nhịn nổi kích động trong lòng, thẳng thắn nói mình rất nhớ cô Saza. Khi hai người còn đang ngọt ngào thì Che Jiun đã lái xe đến dưới lầu nhà Kang Jun. Từ phía xa cô nhìn thấy Kang Jun đang đứng cùng một cô gái, nghĩ kỹ lại, hóa ra người phụ nữ này chính là tiểu thư Saza đã từng gặp trong buổi tiệc từ thiện của Kang Jun. Che Jiun cảm thấy không ổn nhìn hai người. Lúc này Tahi đang trốn sau cầu trượt ló đầu ra, anh nhìn sang hai vợ chồng Saza và Kang Jun, rồi lại nhìn sang bạn gái cũ thanh mai trúc mã Che Jiun. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp, quan hệ của Saza và Kang Jun ngày càng tốt đẹp. Tối đó Kang Jun hẹn Saza đi hóng gió. Khi xe lái đến một đoạn đường, trong đầu Saza đột nhiên hiện ra khung cảnh tai nạn xe cô gặp trước khi phẫu thuật, khung cảnh đau lòng hiện ngay trước mắt. Saza căng thẳng nắm chặt hai tay. Lúc này Kang Jun nói đây là đoạn đường hóng gió vô cùng nổi tiếng bởi vì nó hơi nguy hiểm. Khi xe đi qua đoạn cô rơi xuống nước, tâm trí Saza toàn là khung cảnh tai nạn khi đó. Saza sợ hãi hét lớn lên, hai tay tóm chặt dây an toàn. Hôm sau, hai người ngủ trong xe tỉnh lại. Kang Jun cho Saza lời khuyên, khi gặp sự cố thì đừng trốn tránh, như vậy mới không sợ hãi. Trong phòng, Kang Jun lấy bật lửa ra đốt nến. Saza nhìn thấy ánh nến thì trước mắt lại hiện ra khung cảnh sự cố. Khi đó mình sợ hãi
hãi đến mức nào, Saza lại bị kích thích cả người lạnh lẽo. Kang Jun săn sóc đi tìm thuốc cho cô. Lúc này Saza nhớ lại hôm mình xảy ra chuyện, chị cô từng nói em gái của mình do nghĩ không thông nên tự sát. Saza tìm tới Che Jiun tìm hiểu. Che Jiun cũng nói vợ trước của Kang Jun tự sát và chưa tìm được xác thì đã làm tang lễ rồi. Nghĩ đến đây Saza ngày càng thấy không đúng, rõ ràng là mình gặp tai nạn xe, tại sao mọi người đều nói là tự sát? Saza quyết định điều tra rõ ràng. Cô đến nơi bố Kang Jun làm thiện nguyện, dò hỏi ông về việc của con dâu. Ông nói sau khi con dâu để lại di thư thì đã nhảy xuống biển tự sát rồi, là một câu chuyện buồn. Nghe nói còn có di thư, Saza vô cùng kinh ngạc. Cô tìm Tahi kể những chuyện mình đã gặp phải. Tahi quyết định cùng cô điều tra rõ chân tướng. Vợ chưa cưới của Kang Jun là Che Jiun, vì để thể hiện vị thế của mình đã mời cả Saza và Tahi đến nhà Kang Jun dự bữa cơm gia đình. Hai người liền nhân cơ hội này điều tra rõ bí mật về tờ di thư. Trong bữa tiệc cả nhà trông vô cùng vui vẻ nhưng thực ra đều đang ôm tâm tư riêng. Saza nhân lúc đó dò hỏi hai cô em chồng về tung tích của di thư và nhìn kỹ tờ di thư trên máy tính. Hóa ra di thư là dùng email của Saza gửi qua cho email của Kang Jun. Trên đó nói mình là một người phụ nữ vô dụng, sau khi cô đi tài sản sẽ giao cho chồng xử lý. Xem đến đây Saza đã hiểu ra, lén chạy vào phòng của Kang Jun. Cô tìm được giấy quyền sở hữu mảnh đất 2000m² khi còn sống ba để lại cho cô, nhưng trên đó lại ghi đã chuyển nhượng cho Kang Jun. Sau đó Saza có được đáp án liền cùng Tahi rời đi. Trên đường về nhà, Tahi biết chuyện thì bất bình thay cho Saza. 2000m² là một khối tài sản lớn đó. Đúng lúc này ánh đèn xe phía xa lọt vào mắt hai người. Saza nhìn biển số xe, ký ức đã được chôn giấu lại trào lên. Khi đó cô là vì tránh chiếc xe đi ngược đường này nên mới xảy ra tai nạn. Người bước xuống khỏi chiếc xe đó là Che Jiun và Kang Jun. Saza lúc này vô cùng đau đớn. Saza đã nhìn rõ bộ mặt thật của Kang Jun, quyết định không trẻ con như vậy nữa. Bên kia, mẹ của Saza nhất quyết không tin con gái mình tự sát. Bà nỗ lực tìm chứng cứ, một chậu nước lạnh hất lên người bà. Bà chỉ muốn tìm nhà thông gia để tìm hiểu nguyên nhân về sự ra đi của con gái. Sau đó nhà thông gia ác độc giật tờ báo cáo trong tay bà, hóa ra đây là báo cáo kiểm tra hôm Saza tự sát. Mẹ chồng ác độc xem xong thì vứt lên mặt bà. Bạn thân cô không nhìn nổi nữa liền tranh cãi với bà ta. Bà ta ngược lại còn cho cô một bạt tai. Saza ở gần đó nhìn mẹ mình đang chịu ấm ức, trong lòng vô cùng xót xa. Giây tiếp theo, mẹ chồng đẩy ngã mẹ và bạn thân cô. Xem đến đây Saza đã không nhịn được muốn xông lên nhưng bị Tahi cản lại. Anh khuyên cô phải nhẫn nhịn, không được manh động. Lúc này Kang Jun vừa hay về đến nhà, thấy mẹ vợ đau lòng khóc lóc trước cửa nhà, anh ta chỉ đứng nhìn từ xa. Hôm sau cô bình ổn tâm trạng rồi đến thăm mẹ, lại phát hiện mẹ mình đã chuyển khỏi đây. Sau khi nghe ngóng mới biết được, hóa ra là Kang Jun đã mua lại căn nhà này rồi đuổi mẹ của cô đi. Nhìn tấm ảnh đã vỡ, Saza vô cùng phẫn nộ. Cô hối hận tự trách mình quá ngốc nghếch, không thể sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Kang Jun. Lúc này cô không nhịn được nữa, ngồi một góc lớn tiếng khóc. Buổi tối, Kang Jun đến nhà tìm Saza. Saza còn đang tức giận lớn tiếng đuổi anh ta cút đi. Kang Jun không biết chuyện gì cũng giận dữ rời đi. Kang Jun bực mình ra ngoài gọi cho Che Jiun, kêu cô ta ra ngoài đi cùng mình. Sau đó Che Jiun đưa Kang Jun đến nơi Saza xảy ra chuyện. Che Jiun nói cô biết Kang Jun có ý với Saza nhưng cô không lo chút nào hết, bởi vì vào ngày vợ Kang Jun xảy ra chuyện cô đã nhìn thấy tất cả. Trên cầu thang, Saza muốn công khai mối quan hệ của Kang Jun và Che Jiun. Hai người cãi nhau, Che Jiun đi theo họ cả một đường. Cuối cùng Kang Jun cố ý tắt đèn xe rồi lái ngược đường. Khi xe đến gần bỗng bật đèn lên, Saza bị giật mình liền bẻ lái, cuối cùng rơi xuống biển. Che Jiun nói Kang Jun đừng lo lắng, cô sẽ không nói ra đâu, họ là cùng một loại người. Nói xong thì lộ ra nụ cười hiểm ác. Rất nhanh đã đến ngày tổ chức hôn lễ của hai người. Saza và Tahi đứng nhìn từ xa, nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt Kang Jun và Che Jiun, hai người đều khó chịu nhìn chằm chằm. Cuộc trả thù giờ mới chính thức bắt đầu. Sau khi về nhà, Saza và Tahi lần lượt phân tích nhược điểm của từng người nhà Kang Jun, thiết kế cái bẫy báo thù hoàn hảo. Ngày hôm sau, Saza tặng món ăn ngon cho nhà Kang Jun, còn cô thì đến tiện lấy bộ đồ lần trước để quên ở nhà họ. Ba người phụ nữ đang ăn vô cùng ngon miệng, Saza nhân lúc đó lên lầu lấy đồ. Đầu tiên cô tìm chứng cứ em chồng mua bán bất hợp pháp, rồi lại đến phòng của đứa còn lại, tìm được giấy vay nặng lãi của cô ta, lấy máy tính và máy ảnh đã chuẩn bị ra, tìm được ảnh mẹ chồng ngoại tình rồi chụp lại làm bằng chứng, gửi nặc danh tấm ảnh cho bố chồng. Đến phòng của Kang Jun, lắp đặt máy nghe lén dưới gầm bàn. Trước khi đi, Saza lại lấy ra chiếc bông tai mình từng dùng, vứt xuống dưới gối của Kang Jun. Cuộc chiến giữa cô và họ đã bắt đầu. Cô tìm mẹ chồng để chào tạm biệt. Bà nói hôm nay con dâu Che Jiun sẽ đến ở, xinh đẹp hơn con dâu mập trước đây rất nhiều. Nghe xong Saza cảm thán, mình trước khi phẫu thuật đã đăng xuất rồi, mẹ chồng vẫn không quên nói xấu cô. Đúng lúc này, bố chồng về đến nhà đã tức giận gọi vợ mình. Ông cầm dép ném về phía bà, sau đó lấy điện thoại ra chất vấn. Người đàn ông trong điện thoại là ai? Lúc này cô con gái tiến lên kéo bố mình lại cho mẹ mình chạy thoát. Đúng lúc này, Saza cầm áo chuẩn bị rời đi. Cô nói thấy một tờ giấy trong áo khoác, nói rồi liền đưa cho ông. Đây chính là giấy vay nợ của em chồng và còn lấy xe của ông để thế chấp. Sau khi xem xong ông tức điên, dùng chân đá lên người con gái mình. Lúc này cô ta sợ hãi ngụy biện, nói trong khoản vay nợ này còn giúp em gái xử lý khoản mua bán phi pháp. Thấy mục đích đã đạt được, Saza nhân tiện xin phép rời đi. Trước khi đi mặt cô lộ ra vẻ mình vất vả đúng là không uổng công mà. Sau đó cặp vợ chồng mới cưới Kang Jun và Che Jiun về nhà đã thấy hai cô em gái đang bị phạt quy. Bố anh nói mấy chuyện này không liên quan đến các
các con, mau lên lầu đi. Vừa vào phòng, Jae-jeon đã tỏ thái độ, cô càu nhau ngày đầu tiên mình về nhà, bố chồng đã làm ầm ĩ lên. Buổi tối, Kang-jun nói mẹ mình và hai đứa em gái đều đang bị phạt bảo Jae-jeon đi làm cơm, nhưng Jae-jeon lại nói, mình mới đến nhà chồng ngày đầu đã phải làm cơm, vậy những ngày tháng tiếp theo ngày nào cũng phải làm. Nghe xong Kang-jun đen mặt. Bên khác, Sa-ja và Ta-hee nghe được nội dung cuộc trò chuyện, lại chủ động xuất trận lần nữa. Sa-ja đến tặng một bữa tối thịnh soạn, bố chồng lại càng thích cô hơn. Sau khi Sa-ja đi ra ngoài, Kang-jun kéo lấy cánh tay cô, chất vấn cô rốt cuộc đang làm gì. Sau đó Sa-ja giơ tay ra dùng hết sức tát lên mặt Kang-jun. Ta-hee lén chuồn vào công ty của Kang-jun, ở trong nhà vệ sinh kết nối đường mạng trong công ty, thuận lợi lấy được email cá nhân của Kang-jun. Sau đó Ta-hee dùng email của Kang-jun gửi mail mang theo virus cho tất cả nhân viên trong công ty. Cảm thấy vẫn chưa đã, anh lại gửi email virus cho bạn của Kang-jun. Làm xong tất cả, Ta-hee soi gương, cảm thấy những lỗ chân lông bị Kang-jun chọc tức đến giãn nở lập tức trở nên vô cùng nhỏ bé. Sáng sớm hôm sau, hai em gái của Kang-jun tìm đến, hỏi rốt cuộc anh đã gửi email gì, làm iPad và máy tính của mình đều bị đơ hết rồi. Sau đó Kang-jun ra ngoài đi làm, Ta-hee đến tìm, anh chất vấn Kang-jun có phải là có thù gì với mình không, cố ý gửi cho anh email có virus. Kang-jun đau đến không nói lên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ta-hee rời đi. Kang-jun vừa đến công ty đã bị sếp mắng mỏ, sếp hỏi Kang-jun rốt cuộc anh đã gửi email gì, tất cả tài liệu quan trọng của công ty đều mất hết rồi, còn 5 ngày nữa là đến đại hội cổ đông, nếu không khôi phục được thì anh sẽ biết tính nghiêm trọng của nó. Kang-jun vừa ấm ức vừa phẫn nộ. Lúc này Jae-jeon đang ở nhà dọn dẹp giường, phát hiện dưới gối có một chiếc bông tai, rõ ràng không phải của cô. Đúng lúc này cô nhớ lại Sa-ja cũng có đeo một đôi y như vậy. Jae-jeon nhận ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Kang-jun. Kang-jun lúc này còn đang bận bù đầu giải quyết việc email bị dính virus của công ty, không giải thích gì nhiều về chuyện chiếc bông tai và nói hôm nay mình sẽ tăng ca không về nhà. Nghe xong Jae-jeon giận dữ nói, mới kết hôn ngày thứ hai đã không về nhà, không muốn sống yên nữa đúng không? Thấy Jae-jeon cúp máy, Kang-jun tức phát điên, suýt nữa tức tung phổi. Jae-jeon ở nhà cũng tức giận vứt điện thoại, chưa gặp loại đàn ông thế này bao giờ. Một bên khác, Sa-ja và Ta-hee nghe được cuộc đối thoại của hai người lộ ra vẻ mặt hài lòng, hai người quyết định ăn mừng. Họ vừa uống vừa trò chuyện, nhớ lại những bi kịch mà mình gặp phải. Ta-hee ngấm rượu chưa từng tỉnh táo như vậy. Lúc này ánh mắt anh nhìn Sa-ja cũng có thay đổi, anh phát hiện mình đã yêu cô gái xinh đẹp này rồi. Sa-ja mang đến cho Kang-jun một chương trình có thể diệt virus trong máy tính, anh ta vô cùng kinh ngạc. Kang-jun mới kết hôn nhưng đã 3 ngày không về nhà rồi, đang bị virus trong máy tính công ty quấn cho bù đầu. Sự xuất hiện của Sa-ja giống như đưa than trong tuyết. Một bên khác, chồng mới cưới đã 3 ngày không về nhà, Jae-jeon còn đang tức giận thì bị mẹ chồng bắt dọn dẹp nhà cửa, bát đũa trong nhà bếp đã chất thành núi rồi. Mẹ chồng yêu cầu cô phải nhanh chóng rửa sạch trước khi bố chồng về phải làm xong bữa tối. Jae-jeon nghe xong cảm thấy mình không khác gì bảo mẫu nhà Kang-jun. Ở công ty, Sa-ja không chỉ mang USB đến mà còn chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho Kang-jun. Biết anh 3 ngày chưa về nhà thì đem áo sơ mi mới tới. Chuyện tốt đột nhiên ập đến khiến Kang-jun thấy khó hiểu. Sa-ja nói mình muốn ở bên Kang-jun, cô đã thích người đàn ông này rồi. Sa-ja cố nén cơn buồn nôn nói những lời này với tên chồng cũ bội bạc. Kang-jun đã tin là thật. Jae-jeon đến công ty tìm Kang-jun, Sa-ja nhìn thấy thì cố ý đụng vào. Sau khi thấy cô thì Jae-jeon hẹn cô lên sân thượng. Hai người phụ nữ giữa màn đêm bắt đầu chiến tranh. Jae-jeon chất vấn tại sao Sa-ja lại đến công ty. Sa-ja thẳng thắn nói mình nhớ Kang-jun nên tới thăm. Jae-jeon giễu cợt cô không biết liêm sỉ, nhưng Sa-ja lại nói so với Jae-jeon thì cô còn kém xa. Nhớ lại khi đó cô cũng khổ cực cầu xin Jae-jeon, cô rất yêu chồng mình, khẩn cầu Jae-jeon từ bỏ. Hiện tại đến lượt Jae-jeon rồi. Jae-jeon nói hiện tại Sa-ja chưa đủ tư cách để tùy ý làm bừa. Sa-ja vặn ngược lại, cô sẽ khiến Jae-jeon ly hôn trong vòng 3 tuần, bởi vì 3 tuần chính là thời gian từ lúc Sa-ja biết chuyện Kang-jun và Jae-jeon đến chuyện cô qua đời. Khi Sa-ja chuẩn bị rời đi, Jae-jeon tức giận cản lại nhưng bị Sa-ja khỏe mạnh đẩy ngã xuống đất. Cô tiêu sái rời đi, để lại Jae-jeon đánh không thắng, mắng cũng thua một mình nuốt cơn giận. Sau khi về nhà, Jae-jeon kể hành vi của Sa-ja cho chồng nghe. Kang-jun lại nói gần đây mình rất mệt muốn ra ngoài đi dạo, nói xong liền mặc áo khoác rồi rời đi. Sa-ja nghe cuộc đối thoại của hai người thì biết cơ hội đến rồi, cô cầm áo lên đi ra ngoài. Kang-jun mới đi được vài bước đã thấy khăn choàng cổ rơi trên đất, anh nhặt khăn lên rồi gọi cô gái phía trước, không ngờ người này chính là Sa-ja. Hai người ngồi trò chuyện trên chiếc ghế dài gần đó. Kang-jun lại nói những lời tán tỉnh của 7 năm trước. Sa-ja nhịn cơn buồn nôn trong người. Về đến nhà, Sa-ja chia sẻ chuyện đã đời hôm nay cho Ta-hee. Hai người tính thăng cấp kế hoạch trả thù, cho cơn bão này mạnh mẽ hơn đi, cuốn hết mọi thứ. Cô cùng đồng bọn đến hiện trường buổi họp báo của chồng cũ, mục đích là muốn anh ta thân bại danh liệt. Một hôm trước, Sa-ja tìm mẹ và bạn thân của mình, đích thân giao tấm ảnh thân mật của chồng cũ và mình sau khi phẫu thuật và nói mình cũng giống như con gái bà, đều là người bị hại. Khi buổi họp báo sắp bắt đầu, mẹ và bạn thân Sa-ja xông vào lớn tiếng chỉ trích con rể cũ Kang-jun. Con gái mình mất chưa được bao lâu, Kang-jun đã tình tứ với người phụ nữ khác, có còn nhân tính nữa hay không? Khi Kang-jun muốn mời bà ra ngoài nói chuyện, bạn thân Sa-ja giơ ra tấm ảnh anh ta thân mật với người khác. Kang-jun không còn gì để nói. Vợ mới cưới Jae-jeon thấy vậy thì giật lấy tấm ảnh. Cô nhận ra người phụ nữ trong tấm ảnh nhưng để bảo vệ chồng,
Cô ta nhẫn nhịn nói là vu khống, chỉ là một tấm ảnh ghép mà thôi, nói xong liền đuổi hai người ra ngoài. Đúng lúc này, cấp trên của Kang Jun đi đến hội trường, Saja và Tahi thấy thì biết thời cơ đến rồi, nhấn nút bắn pháo giấy, tức khắc ảnh chụp bay đầy hội trường. Cấp trên nhìn thấy ảnh hôn của Kang Jun thì vô cùng tức giận, buổi họp báo quan trọng nhất của công ty bị phá hỏng cả rồi. Kang Jun giống như đứa trẻ làm sai, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Trở về phòng làm việc, Kang Jun đã tức phát khùng rồi, xả hết nỗi hận trong lòng. Lúc này Che Jiun hỏi Kang Jun, anh hôn Saja khi nào, chuyện đã phát triển đến bước nào rồi? Kang Jun còn đang tức giận hét lên, hiện tại chuyện này không quan trọng. Che Jiun chỉ đành tức giận rời đi. Lúc này Saja bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch, cô nhấn remote TV trong phòng làm việc Kang Jun tự động mở lên, xuất hiện gương mặt của vợ cũ trước khi mất, sau đó tất cả màn hình đều sáng lên, chiếu cảnh gương Ran đang chào anh. Kang Jun sợ hãi hô hoán, lặng trọng chạy ra khỏi phòng làm việc. Trong nhà, bố anh biết con mình phạm lỗi sai thì giận điên lên, trách móc người nhà đã biết mọi chuyện nhưng vẫn giấu mình. Buổi tối Kang Jun về nhà thấy nhà cửa hỗn loạn, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi Che Jiun mọi người đi đâu hết rồi. Che Jiun lạnh lùng nói mình bị bố trách mắng, mọi người đều trốn đi hết rồi. Nói xong Che Jiun tát một cái lên mặt Kang Jun, tức đến mức rơi lệ, nói tất cả là tại anh. Sau đó Kang Jun tìm Saja, kéo Saja vào lòng, anh nói mình bị thương rồi, cần Saja an ủi. Sau đó Saja đưa Kang Jun đến nhà mình. Lúc này mặt Kang Jun lộ ra vẻ vui mừng, trái tim bị tổn thương có được một chút an ủi. Nhưng chớp mắt Kang Jun nhìn thấy mẹ và hai em gái đang ngồi trên sofa, hóa ra ba người sợ bố không dám về nhà nên đều trốn trong nhà Saja. Buổi sáng Saja vô ý nghe được cuộc trò chuyện của nhà họ, hóa ra Kang Jun không phải vì thích cô mới kết hôn, mà là do lúc đó Kang Jun không có lựa chọn nào khác nên mới chọn cô. Hiện tại mảnh đất 2000 mét vuông Kang Jun cũng lấy được rồi. Em chồng cười đùa nói may chị dâu xấu xí hẹo rồi, nếu không còn sống mà biết những chuyện này vậy thì đau lòng biết bao. Mẹ cô ta bổ sung, đồ béo kia bay màu rồi cũng sẽ bị bắt nạt thôi. Nói xong hai mẹ con liền cười đùa với nhau. Saja tức giận bỏ thuốc ngủ cho nhà họ. Saja viết chữ lên gương trong phòng Kang Jun, tôi biết anh đã sát hại vợ cũ của mình. Saja bị chọc tức điên cuồng xả thù hận của mình. Tahi thấy cô buồn như vậy vô cùng đau lòng nhìn cô, có lẽ không ngăn cản sẽ giúp cô dễ chịu hơn. Xả tức xong, Tahi dẫn cô đến quán sườn dê cô thích nhất và nói hôm nay không cần quan tâm vóc dáng, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, chỉ cần lòng cô ổn hơn, bảo anh làm gì anh cũng chịu. Sau đó Tahi ra ngoài cửa tiệm, để tránh những phiền phức không cần thiết, anh mệnh lệnh cho đàn em xử lý gọn gàng nhà chồng Saja. Buổi tối, Kang Jun về nhà nhìn chữ viết trên gương, anh cho rằng là Che Jiun làm, bởi vì buổi sáng cãi nhau, Che Jiun nói có thứ muốn cho anh xem. Kang Jun phẫn nộ kéo cô qua, nhìn thấy dòng chữ Che Jiun cũng kinh ngạc, cô nói không phải cô làm. Khi đó Che Jiun nhìn thấy Saja rơi xuống nước nhưng không hề cứu, mình cũng coi như đồng lõa, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được. Kang Jun bực mình cho cô một phát tát. Che Jiun tức giận nói cô không muốn ở cạnh Kang Jun thêm một ngày nào nữa. Ở bên khác, Saja đang nghe lén hai người nói chuyện cũng giật mình, cô không ngờ Che Jiun lại là đồng lõa, khiến cho thù hận của cô với người phụ nữ này lại tăng lên. Cô quyết định đẩy nhanh kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Kang Jun liền nhận được món hàng lấy tên Gumran gửi đến, bên trong viết thấy chồng mình và Che Jiun sống rất hạnh phúc, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau. Qua vài ngày phân tích, Kang Jun cho rằng là mẹ vợ cũ cố ý làm, anh ta căn dặn thuộc hạ nhất định phải tống mẹ vợ cũ vào bệnh viện tâm thần và giao giấy đồng ý với thân phận con rể của mình cho thuộc hạ. Saja nhận lời Kang Jun cùng đi mua sắm, đồng đội Tahi thì ở sau âm thầm phối hợp. Khi Saja chọn áo rồi vào phòng thử đồ, Tahi dùng giọng điệu của Saja gửi tin nhắn cho Kang Jun. Kang Jun nhìn thấy tin nhắn của vợ cũ bị mình sát hại, vừa kinh ngạc vừa sợ, đối phương lại biết mình không ở cùng Che Jiun mà là đi dạo phố với Saja. Anh lập tức tránh khỏi Saja rồi gọi cho thuộc hạ của mình, đàn em xác nhận đã làm theo chỉ thị của anh ta, tống mẹ vợ cũ vào bệnh viện tâm thần. Lúc này Kang Jun biết mình đã nghĩ oan cho bà rồi. Trên xe, Kang Jun lòng đầy tâm sự. Saja thấy vậy thì hỏi anh ta có muốn ăn chút bánh mới mua không. Saja cầm túi lại phát hiện một hộp nhẫn và một tấm ảnh, cô hỏi Kang Jun. Kang Jun quay đầu thấy ảnh và nhẫn, đó không phải cặp nhẫn của mình và vợ cũ sao, sao lại xuất hiện trên xe. Kang Jun càng nghĩ càng sợ, thần kinh cũng chịu đả kích, gấp gáp bẻ lái, suýt nữa thì xảy ra tai nạn. Saja cố ý an ủi Kang Jun, chắc là do mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một lúc rồi hãy xuất phát. Hai người nghỉ ngơi đến tối, Kang Jun tỏ tình Saja, mong có thể được mãi ở bên Saja. Buổi tối hai người lại lên xe, xe ở phía trước đột nhiên mở đèn xe lên. Lúc này Kang Jun lại nhận được tin nhắn viết chồng à, em đang ở trong chiếc xe phía trước nhìn anh đó. Sau đó lại nhận được tin nhắn tố cáo của vợ cũ, đột nhiên xe đối diện mở đèn sáng chói, khung cảnh Kang Jun mưu hại vợ mình từng chút một lướt qua trong đầu anh ta. Lúc này xe đối diện tăng tốc lao về phía Kang Jun, khi sắp đâm vào nhau đối phương liền bẻ lái rời đi. Kang Jun tức giận xuống xe hỏi mày rốt cuộc là ai. Giây tiếp theo gậy gỗ đập vào đầu Kang Jun, Saja đánh ngất anh ta. Đến khi anh ta tỉnh lại, Kang Jun phát hiện mình đã bị trói không thể nhúc nhích. Lúc này lại xuất hiện tiếng nói của vợ cũ, âm thanh đó thuật lại cả quá trình Kang Jun mưu sát Gumran. Kang Jun hiện tại đã mất đi lý trí, điên cuồng hét mình có thể bem cô một lần thì có thể bem cô lần nữa. Đúng lúc này người vợ đã bay màu thật sự bước ra rồi, Kang Jun bị dọa ngất đi. Hóa ra người bước ra là do Saja đóng giả. Tahi nói bản ghi âm bằng chứng đã có, anh sẽ giao hết tư liệu về Kang Jun cho cảnh sát. Sau khi đạt được mục
mục đích. Kang Jun được đưa về nhà, Sa Ja qua loa nói với bố mẹ anh ta. Kang Jun đột nhiên nhớ đến vợ cũ rồi ngất đi. Sau đó, Che Ji Eun bị Kang Jun chọc tức bỏ đi được anh trai đưa về. Nhìn bố mẹ chồng và hai em chồng, Che Ji Eun cố kìm nước mắt, vội vã vào phòng của mình rồi phát hiện tình địch Sa Ja đang chăm sóc cho chồng mình. Che Ji Eun ngỡ ngàng, mắng Sa Ja mau đi ra ngoài. Sa Ja không nói gì, chỉ bình tĩnh đổ thau nước bẩn lên đầu Che Ji Eun. Che Ji Eun xuống lầu chất vấn bố mẹ chồng, mình mới đi có vài ngày, trong phòng đã có người phụ nữ khác rồi. Hai ông bà thì hời hợt đáp qua loa lấy lệ. Che Ji Eun tức giận lại đi ra khỏi nhà. Sa Ja ở trên lầu nghe bạn thân đang tìm mẹ cô, cô mượn cớ chạy ra hỏi cô mẹ mình rốt cuộc có chuyện gì. Lúc này Che Ji Eun vẫn chưa đi xa, nhìn thấy vẻ mặt Sa Ja lo lắng cho mẹ của Geum Ran, người phụ nữ thông minh cảm nhận được gì đó, cô quyết định phải tra rõ ngọn ngành sự việc. Bà dì mập sau khi phẫu thuật bị người qua đường quay lại dáng vẻ lúc ăn đăng lên mạng, trong một đêm trở thành người nổi tiếng, đến quán ăn Sa Ja làm việc cũng có một đám phóng viên. Chủ tịch Min Hee Úc của tập đoàn truyền thông Winner lớn nhất cả nước cũng đích thân đến mời. Hôm đầu tiên Sa Ja thử máy, Min Hee Úc đích thân tặng hoa. Sa Ja không hề biết anh là chủ tịch tập đoàn, còn nói với đối phương phải làm việc chăm chỉ, không được vì đến thăm mình mà bỏ làm. Trong hành lang, Sa Ja gặp được Kang Jun cũng làm việc ở đây, hàn huyên vài câu. Kang Jun đối với cô gái vốn dĩ xinh đẹp, hiện tại lại nổi tiếng càng thích thú hơn. Khi Kang Jun bày tỏ tình ý, Che Ji Eun thân là MC đã nhìn thấy hai người. Che Ji Eun tức giận kéo chồng mình về văn phòng, chỉ trích anh ta mập mờ với người phụ nữ khác ngay trong công ty. Kang Jun thì thẳng thắn nói mình yêu Sa Ja. Che Ji Eun nghe xong thì hoàn toàn tuyệt vọng, anh ta còn vô cùng tự nhiên nói Sa Ja rất đặc biệt, đáy mắt Che Ji Eun ướt nhòe, anh đến Sa Ja là ai còn không biết mà đã thích. Hóa ra sau khi Che Ji Eun hoài nghi Sa Ja thì lập tức ngầm điều tra cô. Che Ji Eun cầm ảnh Geum Ran tìm anh trai là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, dưới sự ép buộc của cô, anh bất đắc dĩ tiết lộ sự việc, hóa ra Sa Ja chính là vợ cũ đã hẹo của chồng cô. Chồng cô Kang Jun lúc này lại đề nghị chia tay với mình và yêu cầu Che Ji Eun dọn khỏi nhà. Che Ji Eun hoàn toàn nhìn thấy bộ mặt xấu xí của tên cặn bã này, vốn muốn nói chân tướng cho chồng nhưng bây giờ có vẻ như không cần thiết nữa, bởi vì Che Ji Eun muốn sử dụng sự thật mà chỉ cô ấy biết để trả thù chồng. Trong hành lang, Che Ji Eun lại lần nữa gặp được Sa Ja đang được vây quanh, cơn giận của Che Ji Eun liền xông lên não. Che Ji Eun chế nhạo Sa Ja, cô nghĩ bây giờ mình đang hạnh phúc, đã có tất cả mọi thứ rồi sao? Sa Ja lại nói, bản thân phải nổi tiếng và hạnh phúc hơn Che Ji Eun. Che Ji Eun dựa vào việc bản thân nắm giữ chân tướng, uy hiếp nói mình sẽ không tha cho Sa Ja. Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ vừa mới bắt đầu, mẹ vợ thông minh lợi dụng sự sơ sót của y tá, cướp điện thoại báo tin của mình ra ngoài. Sa Ja nhận được tin vội vàng lao tới bệnh viện, Ta Hi không yên tâm người phụ nữ ngốc nghếch này, ở cửa bệnh viện anh ta đụng mặt Kang Jun, chồng cũ cặn bã của Sa Ja. Lần này Kang Jun tới muốn ép hỏi mẹ vợ để tìm ra kẻ đang giở trò với mình. Ta Hi lo lắng gọi điện cho Sa Ja, nhưng nào ngờ người phụ nữ ngốc nghếch này sốt ruột gặp mẹ như vậy, còn chưa nói xong đã cúp điện thoại. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Ta Hi kéo Sa Ja đi trốn. Về tới nhà, Ta Hi quan tâm mắng cô ngu ngốc, nhưng Sa Ja rất muốn cứu mẹ mình, trách Ta Hi không cần lo cho cô, lo được nhất thời không lo được cả đời. Ta Hi vô cùng tức giận, anh tức người phụ nữ ngốc nghếch này đến giờ cũng không hiểu được tâm ý của mình. Ngày hôm sau, Ta Hi giả làm nhân viên y tế và lẻn vào bệnh viện gặp mẹ của Sa Ja, nói rõ thân phận có được lòng tin của bà, thành công cứu được mẹ của Sa Ja. Mặt khác, Sa Ja vô tình có được địa chỉ nhà tù nơi bà của Ta Hi đang ở, cô lén đi gặp người bà bị hãm hại vào tù này. Sa Ja làm theo ý muốn của Ta Hi, không nói với bà là cháu bà vẫn còn sống, chỉ không ngừng cổ vũ bà. Trong bệnh viện, cô trông thấy mẹ được cứu ra đang ngủ say, Sa Ja chân thành cảm ơn Ta Hi. Buổi tối, Sa Ja và Ta Hi kể cho nhau nghe chuyện xảy ra trong ngày. Sa Ja thay Ta Hi tới thăm bà, Ta Hi giúp Sa Ja cứu mẹ, mối quan hệ giữa hai người lại thăng hoa. Dưới sự ảnh hưởng và cổ vũ của Sa Ja, Ta Hi quyết định thoát ra khỏi sương mù, vượt qua hội chứng trái tim tan vỡ, cứu bà bị hãm hại vào tù. Hôm sau, Sa Ja lại tới nhà tù thăm bà, hơn nữa còn đem theo một cái bánh mì. Bà sau khi nhìn kỹ bánh mì, bà không tin cháu còn sống. Sa Ja tiếp tục kể chuyện cũ giữa bà và Ta Hi, lúc này mắt bà đã ngập nước. Bên này, Ta Hi tới tập đoàn Winner, anh tính kế thoát khỏi bảo vệ, đơn độc gặp mặt Min Hee Úc, chủ tịch tập đoàn Winner. Anh ta con trưởng của vợ lẽ vì muốn có được chức chủ tịch nên không tiếc công tống bà nội anh vào nhà giam. Ta Hi nói rõ thân phận của mình, cảnh cáo Min Hee Úc thả bà ra thì anh sẽ không đi tranh giành chức chủ tịch. Khung cảnh thay đổi, Min Hee Úc gọi Kang Jun tới để anh sắp xếp họp khẩn cấp vào ngày mai, xác định chính thức chức vị chủ tịch của mình. Ta Hi nhận được tin tức rơi vào trầm tư, anh thực sự không có dũng khí đối mặt với những hồi ức không tốt. Ta Hi mắc hội chứng tâm lý, nghĩ tới quá khứ sẽ ngất đi. Sa Ja ở bên động viên, Ta Hi và Sa Ja lần đầu hẹn hò chính thức, anh muốn dành cho Sa Ja cảm giác tốt nhất, đưa cô trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu. Không ngờ Sa Ja lại nói, xem ca kịch không bằng về nhà nấu cơm giặt quần áo. Ta Hi đưa Sa Ja tới cửa hàng trang sức mà con gái đều thích tới, định mua dây chuyền tặng cô. Sa Ja nói rằng không cần cũng được, không cần thiết tốn tiền mua. Nói xong kéo Ta Hi tới siêu thị, mục đích của cô là thử đồ ăn vặt. Sa Ja ăn vô cùng ngon miệng, sau đó cũng đưa cho Ta Hi một miếng. Ta Hi đùa rằng phải dựa vào ăn thử để no sao. Sa Ja khẳng định đúng. Ta Hi ngại ngùng ăn xong, khen ngợi chủ gian hàng. Ta Hi ngại tới mức muốn bỏ chạy, sau đó lại bị Sa Ja kéo tới quầy nếm thử món tráng miệng. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên quảng cáo giảm giá khuyến
mãi thu hút cô. Về tới nhà, Tahi phàn nàn mặc trang trọng như vậy để hẹn hò mà cô lại tham gia sự kiện khuyến mãi lớn. Trách Saja đã làm hỏng buổi hẹn hò mà anh đã lên kế hoạch. Lúc này, Saja buồn tủi nói, đây là con người thật của cô, phấn khích khi gặp giảm giá, khuyến mãi, nhìn thấy gì mình muốn mua thì mua, sống qua ngày quan trọng hơn hẹn hò nhiều, bởi vì nội tâm cô vẫn là cô gái trước khi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt. Tahi an ủi, đương nhiên anh biết Saja là người thế nào. Tiếp sau đó Saja nói, Tahi giống với những tên đàn ông khác, đều thích phụ nữ xinh đẹp, thân hình hoàn hảo. Tahi thích chỉ là Saja sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, chứ không phải bà thím béo trước đó. Ngoại hình của bản thân thay đổi, nhưng nội tâm không thể thay đổi. Lúc này Tahi bị lời của Saja làm cho chấn động, anh bắt đầu hoài nghi nội tâm mình. Hôm sau Tahi chứng minh tình yêu của mình với Saja, anh đeo thiết bị thôi miên, trong đầu nghĩ tới bà thím béo trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Anh từ từ mở mắt ra, quả nhiên Saja xinh đẹp bị bản thân nhìn ra là bà thím béo trước khi phẫu thuật. Sau đó hai người lại cùng nhau làm bánh mì. Saja khẩn cầu Tahi giúp cô cùng làm nhưng Tahi kiếm cớ né tránh. Saja nói họ trước đây đều làm việc đó cùng nhau, sao giờ không làm cùng nhau được. Tahi lương thiện chỉ đành căng ra đầu chấp nhận. Nghe Saja nói chuyện, cảm nhận nội tâm của cô, Tahi chấp nhận Saja trước khi phẫu thuật. Nhìn bột mì Saja không cẩn thận dính lên trán, Tahi như bình thường giúp cô lau. Chaejeon tìm tới Kang Jun, uy hiếp anh trong vòng 3 tuần không được ly hôn với cô, bởi vì Chaejeon cần thực hiện kế hoạch của mình trong 3 tuần. Chaejeon đã chuyển ra ngoài lại quay về nhà chồng. Mẹ chồng tức giận nói rằng tưởng đây là phòng tắm hơi à, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chaejeon lại đáp lớn, hai con dâu, một đăng xuất rồi, một người ly hôn, các người muốn Kang Jun kết hôn lần thứ 3 sao? Mẹ chồng nghe được lời nói ngạo mạn của con dâu, miệng há thành chữ O. Khung cảnh thay đổi, Kang Jun vừa ra khỏi công ty đã bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi, vì Saja đã cung cấp bằng chứng thuyết phục hơn cho cảnh sát để chứng minh người chồng cũ tồi tệ Kang Jun này ngược đãi cô. Ở cuộc họp cổ đông của tập đoàn Winner, Chaejeon đóng vai trò là người dẫn chương trình, tuyên bố cuộc họp này sẽ chính thức xác định vị trí chủ tịch. Cô chú ý tới Kang Jun là cốt cán của công ty lại không xuất hiện, không biết rằng Kang Jun đang bị nhốt trong ngục giam như kiến trên bếp lửa. Min Hee Uk nắm giữ quyền chủ tịch tập đoàn bước vào, anh đã nắm chắc vị trí chủ tịch này, mở cuộc họp cổ đông chỉ là hoàn thành thủ tục mà thôi. Mà ở bên ngoài, Tahi dưới sự ảnh hưởng của Saja khắc phục được bệnh tâm lý, anh sẽ đuổi Min Hee Uk, kẻ đã đưa bà anh vào tù, khỏi chức chủ tịch kia. Khi hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết chính thức tuyên bố thì Tahi bước vào, anh nói mình là người thừa kế tập đoàn, lấy ra bức ảnh chụp cùng bà làm bằng chứng. Mọi người đều náo động, chức chủ tịch cần được thảo luận lại. Sau đó Chaejeon tâm cơ để thể hiện tác dụng của bản thân, chủ động tìm Min Hee Uk đang nắm giữ quyền chủ tịch, nói bản thân rất quen thuộc với Tahi. Thì ra Tahi là đứa trẻ mà bố Chaejeon nhặt ở bên đường về. Chaejeon vẫn luôn xem Tahi là anh trai, sau khi cha mẹ qua đời là Tahi chăm sóc hai anh em cô. Min Hee Uk sau khi nghe câu chuyện này đối mặt với mẹ, tựa như việc Tahi lưu lạc là do hai mẹ con họ gây ra. Nghĩ tới việc Tahi là người thừa kế của tập đoàn Winner, Chaejeon âm thầm quyết tâm phải tóm lấy được Tahi. Tahi và Saja đang ngọt ngào nói chuyện, Tahi hẹn cô 10 giờ gặp để mừng sinh nhật cô, không may bị Chaejeon đi qua nghe thấy. Cô trách Tahi sao không nói thân phận của bản thân cho cô sớm hơn, nói rằng bản thân mấy hôm nay rất mệt, yêu cầu Tahi buổi tối phải ở bên cô. Không ngờ Tahi từ trước tới nay không hề từ chối yêu cầu, lần này lại từ chối Chaejeon. Chaejeon tức giận tìm tới Saja, cô yêu cầu Saja rời khỏi Tahi. Saja đã nhìn thấu người phụ nữ trước mặt, Saja nói Chaejeon là người phụ nữ tâm cơ, chỉ biết lợi dụng người khác. Thấy Tahi là người thừa kế Winner lại đánh chủ ý lên người Tahi, bản thân tuyệt đối không tha cho Chaejeon. Thấy Saja sắp trèo lên đầu mình, Chaejeon cũng bắt đầu kế hoạch của cô. Buổi tối Tahi nói với Saja muốn tỏ tình với cô, nếu như có thể tới đúng giờ hai người chính thức xác định quan hệ. Trong khoảng thời gian này Tahi nhận được tin Chaejeon gặp tai nạn, Chaejeon nói rằng không đáng ngại, chỉ là bụng có chút không thoải mái. Chaejeon biết Tahi có hẹn với Saja muốn anh Tahi ở cùng cô một lát, Tahi từ trước tới nay không hề từ chối cô, lại gọi thuộc hạ đưa Chaejeon về nhà. Bên này Saja đúng giờ đến nơi nhưng lại không thấy Tahi đâu. Lúc này cô nhận được tin nhắn của Chaejeon, Chaejeon nói rằng bản thân đang ở cùng Tahi, không cần đợi Tahi nữa. Saja nghe vậy vô cùng thất vọng, Tahi điên cuồng phóng trên đường, vì điện thoại trùng hợp hết pin không thể liên lạc với Saja. Khi anh vội tới nơi đã không thấy Saja đâu nữa. Tahi bất giác nhớ tới nguyên nhân trước đây Saja từ chối mình, sau cuộc hôn nhân thất bại, trái tim của Saja vẫn chưa mở ra. Tahi tràn đầy cảm giác thất bại, vô tình nhìn thấy người phụ nữ dưới cầu. Tahi mắng Saja không sợ bị đông cứng sao? Saja tin rằng Tahi nhất định sẽ tới tìm cô. Hai người hôn nhau say đắm. Bố của Kang Jun sau khi biết được những chuyện sai trái mà con trai đã làm, yêu cầu người nhà giao lại 2000 mét vuông đất lấy của con dâu đã hẹo để lại cho mẹ ruột. Chaejeon nghe được tin như vậy từ mẹ chồng khuôn mặt không vui. Sau đó Chaejeon cố gắng lấy được quyền sử dụng đất chuyển vào tay mình. Đến
đến cả dấu tên của chồng cũng đem đi. Kang Jun vừa thông qua quan hệ được ra khỏi trại giam đã nhận được thông báo của nhân viên. Anh lập tức gọi điện cho Choi Ji-on. Về nhà, Choi Ji-on liền bị Kang Jun dùng vũ lực, độc ác nói không có sự cho phép của mình, đừng mơ lấy được mảnh đất đó. 3 tuần sau đợi dọn dẹp sạch và rời khỏi nhà đi. Lúc đi, Choi Ji-on uy hiếp Kang Jun, anh thích Saja như vậy nhưng lại không biết bí mật của Saja. Đến lúc đó phải nhìn anh tới cầu xin tôi, để làm rõ chân tướng. Kang Jun tìm tới Saja, anh bây giờ có hoài nghi rất lớn với người phụ nữ này. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Saja ra cửa xem, Kang Jun nhân lúc đó kiểm tra thông tin liên quan tới Saja. Saja ra ngoài cửa không thấy ai, Kang Jun tìm Saja ép hỏi cô có quan hệ gì với vợ cũ của anh, tại sao lại tìm kiếm tư liệu của anh đưa anh vào tù. Kang Jun còn nói, Saja là người phụ nữ duy nhất anh yêu thích thật sự từ lúc anh sinh ra tới giờ. Nhưng Kang Jun không hề biết người trước mắt là vợ cũ phẫu thuật thẩm mỹ. Bên này, Choi Ji-on biết Saja đang báo thù mình, liền tìm kiếm manh mối ở nhà. Ở dưới bàn, Choi Ji-on phát hiện máy nghe lén do Saja cài vào. Choi Ji-on đưa thiết bị cho Kang Jun, nói rằng những cuộc nói chuyện của Kang Jun và mình mưu hại vợ cũ đều bị Saja nghe thấy. Kang Jun lại tìm Saja, anh hỏi Saja, vợ cũ của mình có phải vẫn còn sống? Saja nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Lúc này Kang Jun đã trở nên cuồng loạn, anh không ngừng lắc hỏi Saja. Cứ như vậy mấy phút, Saja bị người đàn ông này lắc tới ngất đi. Nhìn Saja ngất đi, Kang Jun ngơ người, anh ta hoài nghi là vì mình lắc nhanh quá không? Tae-hee đang đợi tổ chức sinh nhật cho Saja, không gọi được cho Saja. Anh mở định vị ra chỉ thấy Saja đang di chuyển theo hướng ngược lại. Tae-hee đi theo định vị tới khách sạn, mở cửa ra là Kang Jun. Phát tiết cơn giận của mình xong, Tae-hee ôm Saja tiêu sái rời đi. Để dỗ Saja vui vẻ, Tae-hee thân làm người thừa kế chủ tịch tập đoàn đích thân tới siêu thị mua đồ. Saja bảo Tae-hee mua quả bí ngô cuối cùng. Nghe tiếng ca quen thuộc như vậy, Kang Jun ngơ người. Đây chẳng phải bài hát vợ cũ của mình ở nhà làm việc nhà thường hát hay sao? Kang Jun dồn Saja vào góc tường. Anh bây giờ vô cùng hoài nghi, người trước mặt chính là vợ cũ của mình. Thông qua thời gian dài điều tra, Kang Jun phát hiện Saja chính là người đã tống mình vào ngục. Anh thông qua tóc lấy được trên người Saja so sánh với DNA vợ cũ, chứng thực suy đoán của bản thân, Saja chính là người vợ trước đã hẹo của anh. Saja bị uy hiếp quyết định không yếu đuối nữa, cô chuẩn bị ra tay trước. Saja đến nhà mẹ chồng cũ, nói với họ con dâu là do Kang Jun sát hại. Trước đây cảnh sát từng điều tra Kang Jun, nghe thấy tin này từ Saja mà họ rất kính trọng, mọi người đều ngơ người. Đúng lúc này Kang Jun nhận được tin đẩy cửa bước vào, nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt người nói, người nhà không cần lo lắng, có người đang muốn vu khống anh. Sau đó Kang Jun nói chuyện riêng với Saja. Saja nói rằng ngôi nhà mà Kang Jun đang ở, còn có đất đai dưới tay Kang Jun đều là của Saja. Nếu như Kang Jun còn dám cản cục, Kang Jun và người nhà sẽ phải lưu lạc ngoài đường. Kang Jun không có cách nào xử lý Saja. Choi Ji-on bỗng tìm đến bảy mưu. Choi Ji-on nói nếu như Min Hee-up cũng thích Saja, vậy thì đem tin Saja và Tae-hee sẽ kết hôn nói cho Min Hee-up, không thì truyền tin Saja làm giả thân phận ra ngoài. Choi Ji-on lúc này dường như đã đoán được kết cục, tâm cơ đều viết hết lên mặt. Sáng hôm sau, Kang Jun liền đem tin về Saja và Tae-hee nói cho Min Hee-up, nhấn mạnh điểm yếu của Tae-hee chính là thân phận giả của Saja, người mà đến bà của mình cũng đối phó này, anh ta có thể bỏ qua cho Tae-hee không? Đồng thời Choi Ji-on tìm tới bà của Tae-hee, nước mắt lưng tròng bôi nhọ Saja, còn nói rằng bản thân không nỡ để anh Tae-hee rơi vào bẫy. Bên này Tae-hee và Saja ở nhà mong đợi một cuộc hôn nhân đẹp đẽ, tưởng tượng hạnh phúc của hai người. Hôm sau bà của Tae-hee liền tìm Saja, nói rằng bà đã hiểu rõ con người Saja, hy vọng Saja rời khỏi đứa cháu yêu quý của mình. Tae-hee cần phải dẫn dắt tập đoàn phát triển, không thể có vết đen nào cả. Saja tốt bụng không giải thích quá nhiều. Tae-hee đã chuẩn bị xong hành lý kết hôn vui vẻ như đứa trẻ. Lúc này anh nhận được một cuộc gọi, tắt điện thoại xong liền vội vàng lên đường. Trên đường đi, anh không quên dặn dò trợ lý của mình hãy bảo vệ Saja, bởi vì có người biết danh tính giả của Saja xuất hiện. Qua một lúc lâu, Saja và trợ lý không đợi được Tae-hee đi tìm thông qua định vị. Tae-hee bị hại nằm trên giường bệnh hôn mê không tỉnh, mọi người đều quy mọi chuyện do Saja. Saja lương thiện trông thấy bạn trai hôn mê không tỉnh rất tự trách, cô chỉ đành ngồi ngoài hành lang thành tâm cầu nguyện cho Tae-hee. Nhân lúc không có người, Saja lén vào phòng bệnh, cô nắm tay Tae-hee, nhớ tới quá khứ tốt đẹp của hai người. Hôm sau Choi Ji-on tới phòng bệnh, thấy Saja ở cùng Tae-hee bèn đuổi Saja ra ngoài. Cô hại Tae-hee thành thế này vẫn không đủ sao? Saja không để ý đến cô ta. Đúng lúc này, ngón tay Tae-hee động đậy, dưới sự kiểm tra của bác sĩ, ý thức của Tae-hee dần khôi phục. Sau đó bác sĩ nói với bà của Tae-hee, bệnh nhân tỉnh nhanh như vậy đúng là kỳ tích, chắc hẳn là bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ đã ở lại cả đêm. Bác sĩ đề nghị sau này để người phụ nữ đó chăm sóc, như vậy bệnh nhân mới khôi phục nhanh hơn. Bên này Min Hee-up cùng với những thuộc hạ đang nghiên cứu làm thế nào giải quyết chuyện của Tae-hee, bởi vì cả thế giới đều biết anh và Tae-hee đang cạnh tranh trước chủ tịch, anh quyết định ra tay trước. Min Hee-up liền tổ chức họp báo, phẫn nộ bất bình cho Tae-hee trước mặt phóng viên, anh nói rằng phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Choi Ji-on tâm cơ cũng không nhàn rỗi, cô kích thích Kang Jun, nói rằng Saja đang chăm sóc Tae-hee ở bệnh viện mà anh ở nhà chẳng làm gì cả.
cả. Saza và Tahi rất nhanh thôi sẽ trở thành vợ chồng. Kang Jun chịu kích thích tìm tới Saza, anh uy hiếp sẽ không để Saza và Tahi kết hôn. Saza phẫn nộ, cô đã không còn là bà dì béo nhút nhát lúc trước. Cô liền tát Kang Jun. Kang Jun nói, cô càng ngoan cố thì Tahi càng gặp nguy hiểm. Buổi đêm thuộc hạ của Min Hee-up nhận được mệnh lệnh, không được để cho Tahi mở miệng nói chuyện. Khi đang định làm chuyện xấu với Tahi, Saza nhanh trí gọi y tá giúp Tahi thoát được một kiếp. Để phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Saza chui vào lòng Tahi, ngủ trong vòng tay anh. Ở công ty Min Hee-up tìm Saza, yêu cầu Saza lấy danh nghĩa công ty ra nước ngoài tập huấn, đi càng sớm càng tốt, nếu không Tahi sẽ phải đối mặt với thách thức lớn hơn. Saza vì bảo vệ Tahi liền đồng ý với yêu cầu của Min Hee-up. Rất nhanh Tahi đã xuất viện, trở về ngôi nhà nhỏ với Saza. Nơi này tràn ngập mùi vị tình yêu. Buổi tối hai người cùng dùng bữa. Saza đột nhiên nói với Tahi nếu cô biến mất, Tahi nhất định phải sống thật tốt. Tahi nghe mấy lời của Saza thì không thèm để tâm. Saza một mình ôm lấy đau khổ gọi cho bà nội Tahi. Cô nói mình sắp rời khỏi đây rồi. Cô không muốn Tahi phải cô đơn, mong bà hãy chăm sóc cho anh. Sáng sớm hôm sau, Tahi đẩy cửa phòng ra thì không thấy Saza đâu. Gọi điện thoại thì cô đã tắt máy. Bên này, Saza đã đến sân bay, chuẩn bị ra nước ngoài du học dưới sự giám sát của Min Hee-up. Khi Tahi chạy đến sân bay, nhân viên nói chuyến bay của Saza đã cất cánh rồi. Người phụ nữ này tâm cơ quá đi, cầm lấy thẻ nhớ uy hiếp người chồng sắp ly hôn, yêu cầu anh chuyển nhượng mảnh đất 2.000 mét vuông sang tên mình, nếu không cô sẽ tiết lộ tin tức trong chiếc thẻ trong buổi họp hội đồng quản trị. Che Ji-on thân là MC nổi tiếng mở một cuộc họp báo, khóc sướt mướt tố cáo tội danh của chồng mình. Cô muốn đẩy tên chồng cặn bã của mình rơi vào thế bị động. Bên này, Tahi phải đối mặt với sự thật người con gái anh yêu đã rời đi thì lựa chọn xa vào trụy lạc. Anh còn đang trách móc cô không từ mà biệt. Khung cảnh chuyển đi, Saza không hề ra nước ngoài mà là cùng mẹ mình về quê. Tuy đôi khi cũng sẽ đau lòng nhưng thời khắc được ở bên gia đình cũng rất hạnh phúc. Trong buổi họp, công ty nhất trí cho rằng hành vi của Kang Jun làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty, quyết định tạm thời đình chỉ Kang Jun 3 tháng. Kang Jun nghe được kết quả thì chào phúng mình mà cũng có ngày này sao? Che Ji-on mãi không thấy Kang Jun có hành động gì thì tìm anh ta. Cô gia hạn trong vòng 5 tiếng Kang Jun phải chuyển nhượng mảnh đất cho mình. Kang Jun thì nói giờ mình cũng bị đình chỉ rồi. Chuyện mảnh đất hai người cưa đôi thế nào? Che Ji-on kiên quyết nói, một tiếng sau thì gọi điện về nhà đi, sau đó quay người rời đi, để lại Kang Jun mờ mịt. Sau đó Che Ji-on gọi điện cho em chồng, cô gửi email qua để em chồng xem. Hai đứa em nhìn thấy email xong thì sững sờ. Hóa ra thứ Che Ji-on gửi chính là camera hành trình ghi lại cảnh Kang Jun mưu hại Saza. Hôm sau, Kang Jun sợ chuyện bị lộ ra, bàn giao thủ tục chuyển nhượng đất cho Che Ji-on. Che Ji-on đạt được mục đích thì cười tươi. Ánh mắt thù hận của Kang Jun ngày càng sâu hơn. Tahi nhớ nhung Saza, từ chỗ bạn thân cô biết được Saza không hề ra nước ngoài. Tahi có được địa chỉ liền đến nơi cô đang sống. Anh không đi làm phiền Saza, chỉ đứng từ xa nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Sau khi Tahi rời đi, Min Hee-up dựa vào địa chỉ cô cung cấp mà tìm tới. Tên chồng cũ bội bạc của Saza đã lén theo dõi Min Hee-up đến nơi này, nhân lúc không có người, anh ta tìm Saza. Anh ta nói công việc của mình tạm ngưng rồi, mảnh đất Saza để lại cũng bị Che Ji-on lấy đi rồi. Kang Jun yêu cầu cô công bố thân phận của mình, thanh minh Kang Jun không hề mưu hại cô và phải giúp anh lấy lại mảnh đất, nếu không anh ta sẽ ở đây không chịu đi. Đây là khung cảnh gượng gạo nhất mà tôi từng thấy. Hai người vốn dĩ yêu nhau sâu đậm, cô gái lại đề nghị chia tay, quay người nhào vào lòng đối thủ cạnh tranh của chàng trai. Trong thang máy, Min Hee-up còn không quên châm chọc Tahi vài câu. Saza thì gượng gạo im lặng không lên tiếng. Để cạnh tranh với Tahi, Min Hee-up quyết định mở một công ty thời trang và mời Saza làm người mẫu đầu tiên. Bên này, Tahi quyết định chọn dùng công ty thực phẩm làm át chủ bài để tranh chức chủ tịch với Min Hee-up. Nhưng trước đây Saza là đầu bếp của bên anh đang đau đầu vì không có người phù hợp ứng tuyển. Saza biết tin tức thì lén nhờ Tahi để đến giúp đỡ. Cô tiếp tục làm công việc trước đây của mình, tỉ mỉ làm món ăn. Tahi nghe nói có người giúp mình làm đầu bếp thì quyết định đích thân đến cảm ơn vị đầu bếp thần bí này. Khi anh đi vào nhà bếp thì không thấy ai cả, lửa trên bếp vẫn còn. Vì an toàn Tahi muốn tiến lên tắt lửa. Đúng lúc này, Saza xông ra, cô vội vàng ngăn cản anh, cô đang nấu canh, nhất định không được tắt lửa. Thấy người giúp đỡ mình chính là Saza, Tahi cảm thấy khó hiểu. Nhưng Saza vì không muốn công sức đổ sông đổ biển cố giải thích là Min Hee-up phái cô đến giúp cho Tahi. Tahi vẫn không buông được Saza, im lặng ngồi ở một góc, nhìn cô gái mình yêu đang nấu ăn. Saza không cẩn thận bị bỏng tay, Tahi vẫn giống như trước đây, đau lòng trách móc cô, đích thân dùng khăn bao lấy tay cô lại. Vừa hay cảnh này bị Min Hee-up nhìn thấy, lúc này anh ta vô cùng tức giận. Khung cảnh chuyển đi, Kang Jun vừa đi vào nhà thì đã bị bố mình cho một cái tát. Kang Jun mờ mịt hỏi bố tại sao đánh mình. Hóa ra vợ anh Che Ji-on để uy hiếp anh đã gửi video cho em anh ta, bị bố anh vô tình nhìn thấy. Trong video chính là cảnh Kang Jun mưu hại Geumran. Kang Jun bị bố mình đuổi ra khỏi nhà. Kang Jun không có nơi nào để đi thì ngồi trên xe. Con bài tốt như vậy đều bị làm hỏng hết rồi. Tahi ở trung tâm thương mại cật lực giao bán cơm nắm mới ra lò, nhận được đánh giá tốt của mọi người. Saza thì đứng ở xa lén lút ngắm nhìn anh. Min Hee-up biết cơm nắm công ty thực phẩm của Tahi bán vô cùng chạy, mẹ anh ta ngồi một bên vô cùng phiền lòng. Min Hee-up lại không lo lắng gì cả. Rất nhanh đã đến ngày lựa chọn chủ tịch, hai ứng cử viên lần lượt phát biểu. Min Hee-up giành lên trước, anh ta nói mảng thời trang và ăn uống anh ta làm đều vô cùng thành công, đồng thời mời Saza lên với anh.
rồi nói mình phái Sa ra đến giúp Tahi mở bán cơm nắm. Công ty thực phẩm mới có được thành công này, thành tích mình có được cũng nhờ có cô Sa ra. Phát biểu của Min Hee-uk được mọi người hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt. Lúc này Sa ra mới biết được mình đúng là lòng tốt làm chuyện xấu. Cô đi tìm Tahi giải thích, hiện tại Tahi đã không còn lý do để tin tưởng những việc Sa ra làm nữa, vô tình quay người rời đi. Cô đi tìm Min Hee-uk hỏi, Min Hee-uk đã đạt được mục đích thì tháo bỏ lớp ngụy trang, anh ta muốn lợi dụng Sa ra để đánh bại Tahi. Sa ra tiếp cận Min Hee-uk là để tìm ra hung thủ thật sự tổn thương Tahi, rời khỏi Tahi cũng là vì muốn bảo vệ, không để anh chịu tổn thương nữa. Giúp anh làm cơm nắm là vì muốn giúp anh tranh ghế chủ tịch. Tấm lòng của mình lại bị Min Hee-uk lợi dụng, còn làm hại đến Tahi. Sa ra bị người ta lợi dụng thì sốc tinh thần lên hỏi Min Hee-uk, trước đây Tahi bị thương có phải là do Min Hee-uk làm hay không? Min Hee-uk đã nắm chắc phần thắng trong tay, hoàn toàn không thèm ngụy trang nữa, thừa nhận là do mình làm. Lúc này Sa ra vô cùng hối hận, vốn dĩ là muốn bảo vệ Tahi, tra ra người làm hại anh, không ngờ lại bị Min Hee-uk lợi dụng tổn thương anh một lần nữa. Tahi vẫn yêu Sa ra, anh xin Chae-ji-on đừng công bố sự thật thân phận của Sa ra ra ngoài. Nhưng Chae-ji-on không chấp nhận đề nghị của anh. Tahi và Sa ra gặp nhau, cô căng thẳng nhắc nhở anh phải để ý người bên cạnh mình, đừng để bị đâm sau lưng. Còn Tahi thì bảo cô gần đây đừng đến công ty nữa, bởi vì Chae-ji-on muốn công bố chuyện cô phẫu thuật thẩm mỹ cho công chúng. Hai người đều có chuyện khổ tâm nhưng trong lòng vẫn quan tâm cho đối phương. Đây có lẽ là dáng vẻ thật sự của tình yêu nhỉ? Hôm sau Chae-ji-on cầm tài liệu liên quan đến tìm đạo diễn, cô ta tiết lộ Sa ra phẫu thuật thẩm mỹ là kẻ dùng vẻ ngoài để lừa đảo người khác, lừa gạt khán giả toàn quốc. Nghe được tin tức bùng nổ này, đạo diễn quyết định báo cáo cho lãnh đạo. Phía Min Hee-uk, anh ta còn đang ép hỏi mối quan hệ giữa Kang Jun và Sa ra là gì. Đúng lúc này, trợ lý cầm tài liệu Chae-ji-on tiết lộ tới. Min Hee-uk xem xong thì liền hiểu ra, hóa ra Sa ra chính là người vợ đầu tiên đã bị sát hại của Kang Jun. Cứ tưởng đã hẹo rồi, ai ngờ lại phẫu thuật thành một người khác rồi xuất hiện. Tahi chính là người phẫu thuật phi pháp cho Sa ra. Min Hee-uk nắm giữ chân tướng, quyết định nắm chắc cơ hội này đạp Tahi xuống dưới chân. Bên này, Sa ra tìm Chae-ji-on, nói cô ta làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tahi. Chae-ji-on không thèm để ý cô. Sa ra mới ý thức được Chae-ji-on hám lợi đến cỡ nào. Tahi vừa tranh chức chủ tịch thất bại lại bị Chae-ji-on làm như vậy, mặc kệ sống còn của anh trai cũng muốn dồn Sa ra vào chỗ chết. Sa ra gặp Kang Jun ở cầu thang, vừa hay bị Tahi bắt gặp. Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Tahi liền hiểu ra Kang Jun và Chae-ji-on đều biết thân phận của Sa ra, với thù hận của họ với Sa ra có lẽ cũng đã từng uy hiếp cô. Sa ra chắc chắn đã lén giúp mình rất nhiều. Về nhà, Tahi tự trách chính mình, nhớ lại quá khứ xưa kia Sa ra cố ý tiếp cận Min Hee-uk, chia tay với mình, có lẽ là vì bảo vệ mình, có lẽ là do bị người ta ép nhỉ. Tahi đã biết rõ toàn bộ chân tướng thì tìm Sa ra, nói ra suy nghĩ của mình, lo lắng trách móc cô tại sao lại tự gánh một mình. Tahi còn nói những ký ức hạnh phúc chính là động lực để anh sống tiếp. Thấy Tahi vẫn yêu mình như vậy, Sa ra đỏ mắt. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại phá vỡ sự im lặng. Hóa ra là Min Hee-uk. Min Hee-uk nói anh ta đã từng cảnh cáo Sa ra không được phép gặp Tahi. Giờ anh ta đang vô cùng tức giận, cúp điện thoại thì liền phóng xe lái qua đó. Hai người may mắn tránh được. Xong chuyện Min Hee-uk tìm Sa ra, điên cuồng quở trách, đã nói cô không được đi gặp Tahi rồi mà. Nếu còn có lần sau anh ta sẽ khiến Tahi biến mất. Trong phòng giám sát, Tahi tìm chiếc xe đã tông mình rồi tra được chủ xe chính là Min Hee-uk. Sau đó nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Sa ra và Kang Jun mà mình nghe được, cùng với quan hệ giữa Sa ra và Min Hee-uk, Tahi đã chắc chắn được Sa ra là bị ép. Đúng lúc này, bạn thân Sa ra tìm tới, cô nói sau khi Sa ra để lại tờ nhắn thì không liên lạc được nữa. Cô nói với Tahi sự thật Sa ra bị Min Hee-uk và Kang Jun uy hiếp và Sa ra chuẩn bị mở cuộc họp báo công bố thân phận của mình. Lúc này Tahi đã hiểu được ý đồ của cô, tất cả những việc cô làm đều là vì bảo vệ anh. Tahi cần nhanh chóng ngăn cô lại. Bên này, Chae-ji-on sau khi nghe được tin tức Sa ra sẽ mở họp báo thì vội vàng gọi điện thoại cho Kang Jun. Kang Jun biết được Sa ra sẽ mở cuộc họp báo thì gấp gáp bật người dậy. Phía Min Hee-uk cũng nhận được tin tức Sa ra sẽ mở họp báo, nhìn vẻ mặt là biết anh ta đang vô cùng tức giận. Chae-ji-on và Kang Jun gặp nhau, cô ta nói nếu Sa ra kể hết mọi chuyện trong quá khứ ra, vậy chuyện trước đây cô và Kang Jun hãm hại Sa ra sẽ bị bại lộ và vào tù. Chae-ji-on gấp gáp kêu Kang Jun mau nghĩ cách. Tahi đang lái xe đến hiện trường buổi họp báo, anh gọi cho Sa ra, khuyên cô không được mở họp báo. Nếu cô kể chuyện cô là người phẫu thuật thẩm mỹ ra thì Sa ra sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cô lại an ủi anh, trước nay cô vẫn chưa làm được gì cho anh, đây là món quà cuối cùng cô tặng anh, chỉ có như vậy tất cả những uy hiếp anh phải nhận mới được hóa giải. Buổi họp báo vẫn được mở ra, cô tiết lộ hết bí mật của mình. Cô vốn dĩ là một bà dì 100 cân, muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, lấy tiền cho chồng đi nước ngoài du học, không ngờ cuối cùng lại bị người chồng công thành danh toại vứt bỏ. Chồng không hề thương xót cô một chút nào mà mưu hại cô, bạn của chồng không những thấy chết không cứu, mà còn đồng lõa với anh ta.
ta chuyển nhượng mảnh đất bố để lại cho cô về danh nghĩa mình. Người phụ nữ độc ác này đang ở trong phòng thu. Nghe những lời này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đó chính là Chae Ji-won. Cả hiện trường bùng nổ. Kang Jun ngồi trước TV xem được buổi phát sóng, sợ người khác nhận ra mình lén lút chuồn đi. Chae Ji-won ngồi trong nhà vệ sinh không dám thở mạnh. Cô không biết thứ gì đang đợi mình. Những đau đớn và bất lực trước đây vào ngày hôm nay hoàn toàn được giải phóng. Bên này, Min Hee-uk và cấp dưới đang thảo luận chuyện đại hội cổ đông quyết định phải diệt trừ Tae-hee. Tae-hee và Sa-ja cũng đang tìm chứng cứ làm chuyện xấu của Min Hee-uk. Sa-ja nhận ra ông chú này chính là người xuất hiện ở bệnh viện khi Tae-hee bị thương. Hai người phối hợp với nhau nhẹ nhàng xử lý xong ông chú. Tae-hee ép cung không có kết quả liền cướp điện thoại của ông ta. Trở về nhà, Tae-hee nghĩ ra một cách siêu tuyệt vời. Anh tính dùng điện thoại của ông chú gửi một loạt tin nhắn. Người đầu tiên trả lời điện thoại chắc chắn là kẻ đứng sau. Không có gì bất ngờ, quản lý đang ngồi ăn với mẹ của Min Hee-uk nhận được tin nhắn. Sau khi thấy tin nhắn liền gọi điện tới. Tae-hee thấy cá đã mắc câu liền mở ghi âm cuộc gọi rồi bắt máy. Nghe được giọng nói này, Tae-hee cảm thấy hình như mình từng nghe được giọng nói này ở đâu đó. Hôm sau, Tae-hee tìm bà nội, lấy một chiếc đồng hồ tặng cho bà. Hỏi bà có biết chủ nhân chiếc đồng hồ này không? Bà nội nói loại đồng hồ này là phần thưởng năm đó công ty thưởng cho những người có công lao. Đúng lúc này, cấp dưới cũ của bà nội tìm đến. Ông giới thiệu với Tae-hee, nghe được giọng nói của quản lý. Tae-hee nhớ lại vụ nổ hồi nhỏ, còn có cuộc điện thoại hôm qua là cùng một giọng nói. Lúc này Tae-hee dường như đã nhận ra, ngay sau đó trợ lý gọi điện thoại tới. Trợ lý nói đã tra được số điện thoại hôm qua rồi, chính là số của quản lý. Tae-hee có chút khó tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Góc quay chuyển đi, Kang Jun gọi điện cho Tae-hee, anh ta nói trong tay mình có tài liệu mà Tae-hee muốn. Điều kiện trao đổi là Tae-hee phải giúp anh ta làm hộ chiếu. Anh ta tính chạy ra nước ngoài để trốn sự truy bắt của cảnh sát. Tiếp theo Kang Jun gọi điện cho Min Hee-uk, nói với Min Hee-uk mình hẹn Tae-hee ra, việc còn lại thì phải xem Min Hee-uk rồi. Hôm hẹn gặp, Tae-hee một mình đi gặp Kang Jun, không biết rằng anh đã rơi vào cái bẫy mà người khác sắp đặt sẵn. Hôm diễn ra đại hội cổ đông, Min Hee-uk an ủi mẹ mình nói mình nhất định có thể làm chủ tịch. Sau đó anh ta gọi cho thuộc hạ hỏi tình hình của đối thủ cạnh tranh Tae-hee. Bên kia đưa ra câu trả lời chắc chắn đã xử lý xong Tae-hee. Vào một tiếng trước, người của bà nội Tae-hee bất an tìm tới. Ông quỳ xuống nhận lỗi và nói Min Hee-uk muốn tái diễn vụ nổ xưởng hóa chất 28 năm trước. Lần này Tae-hee lành ít dữ nhiều. Trong buổi họp, Min Hee-uk bị tới 67% phiếu phản đối rơi vào thế yếu. Anh ta đập bàn nói chuyện này không thể nào, kết quả bị các cổ đông phản bác và chỉ trích. Min Hee-uk nắm chắc chiến thắng trong tay, ổn định lại cảm xúc rồi nói, có một số chuyện nhất định là hiểu lầm, người hiện tại có thể tranh vị trí chủ tịch chỉ có mình anh ta mà thôi. Các cổ đông nghe xong thì phản bác còn có Tae-hee, nhưng Min Hee-uk lớn giọng nói Tae-hee sẽ không đến đâu. Khi các cổ đông đang ầm ầm nghị luận, vào lúc Min Hee-uk còn đang đắc ý thì Tae-hee đẩy cửa bước vào, thấy Tae-hee lành lặn không bị gì, Min Hee-uk và mẹ mình đều vô cùng bất ngờ. Hóa ra trước khi Tae-hee đến nhà kho đã biết được nguy hiểm, đã báo cảnh sát trước. Tae-hee nói Min Hee-uk còn có mẹ anh ta, hiện tại đến lượt hai người rồi. 28 năm trước anh chỉ là một đứa trẻ, đối mặt với nguy hiểm chỉ có thể bỏ chạy. Hiện tại sẽ không để họ lặp lại vụ nổ đó nữa đâu. Đúng lúc này, quản lý của bà ngoại bước vào, cúi đầu với mẹ Min Hee-uk nói chuyện đã bại lộ. Sau đó hàng loạt cảnh sát chạy đến. Vụ nổ hai mẹ con họ làm 28 năm trước cùng với bem người không thành, đã hạ lệnh bắt giữ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, kẻ ác thì phải chuẩn bị gánh lấy hậu quả mình làm. Tae-hee thuận lợi tranh chức chủ tịch. Anh chia sẻ tin tức này cho Sa-ja. Nhìn định vị trợ lý đưa tới, Tae-hee và Sa-ja cùng đi bắt Kang Jun. Trong phòng xuất cảnh, Sa-ja và Tae-hee chặn Kang Jun đang tính rời đi lại. Sau đó lực lượng cảnh sát cũng tới. Trong đồn, bố Kang Jun nghẹn ngào nói với Sa-ja, may là con vẫn còn sống. Kang Jun, bố sẽ không bỏ qua cho nó. Hãy quên hết cuộc sống trước kia đi, phải sống thật hạnh phúc nhé. Nói xong ông và Sa-ja khóc lóc nhìn nhau. Sau đó cảnh sát tìm Chae Ji-won, nói Kang Jun đã bị bắt, Chae Ji-won cũng phải đến điều tra. Tae-hee và Sa-ja đã xử lý xong kẻ thù thì ngồi trong nhà mình sắp xếp tương lai. Rất nhanh đã đến ngày hai người kết hôn. Bà nội, mẹ, bạn thân đều mặc quần áo xinh đẹp tới. Trên mặt mọi người đều là vẻ mặt vui mừng và hạnh phúc. Cặp chiến hữu Tae-hee và Sa-ja trải qua bao đau khổ, cuối cùng cũng tu thành chính quả.